Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, trong chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tháng 10 do ông Trần Quang Duật phụ trách với bản tin trong tháng như sau. Tri ân Đại sứ Bùi Diễm, Thiếu tá Thủy quân Lục Chiến, Phạm Văn Sắc thăm đồng khóa và cấp chỉ huy cũ. Hỗ trợ hay tri ân anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và xin quý vị đến với một chủ đề thật đặc biệt là một nhân chứng lịch sử nói về thảm sát mậu thân mà tà quyền Ba Đình luôn luôn chối bỏ những hành vi mang rợ của họ qua một nhân chứng. Tôi là Trần Cô Duật, xin kính chào quý đại bàng, quý liên trưởng, quý chiến hữu, quý khán thính giả đến với chương trình truyền hình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, xin mời quý vị theo dõi bản tin sinh hoạt trong tháng của chúng tôi với tiết mục thứ nhất. Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 96 của Đại sứ Bùi Diễm. Thưa quý chiến hữu, sau một buổi tư hình tại studio Phạm Bội Hoàn, chúng tôi có được hầu chuyện với Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ là ông Bùi Diễm. Và qua cuộc nói chuyện này, đại sứ cho biết năm 1967, chính ông đã đề nghị với Tổng thống Johnson viện trợ khẩn cấp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa các loại vũ khí mới như M15, M16, đại liên M60 và súng phóng lựu M79. Một điều phải nói rằng nếu không có những loại khí tối tân này để đối đầu với các loại vũ khí của Bắc Việt do khối Cộng sản viện trợ, chắc chắn chúng ta cũng chiến thắng nhưng sự thiệt hại sẽ to lớn hơn nhiều. Chúng tôi muốn nói lên sự chiên đến ông đại sứ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 96 của ông do đài truyền hình VATV tổ chức. Và chúng tôi đã nói được lời tri ân của người lính đến Đại sứ Bùi Diễm. Tiết mục thứ nhì, Thiếu tá Phạm Văn sắt Trong tuần lễ vừa qua, Thiếu tá Phạm Văn Sát có 16 trường võ bị cho biết ông có chương trình đến việc nhà thăm người bạn cùng quá là Trung tá Nguyễn Văn Thuận đang trong tình trạng thập tử nhất sinh tại nước sinh hôm. Thiếu tá sắt cũng muốn gặp lại cấp chỉ huy cũ của mình là Đại tá Đỗ Kỳ chương trình đã được sắp xếp để thiếu tá sắt thực hiện được ý định của mình trong binh chủng không ai là không mến phục ông khi ông từ chối không nhận lệnh của vị tư lệnh ra làm tiểu đoàn trưởng với lời phát biểu như sau trình thiếu tướng trong lúc tình hình chiến sự khốc liệt thiếu tướng cho tôi núp bóng tại bộ tư lệnh này chiến tranh đã ngừng xin giành lại cái chức này cho anh em đã chịu đựng trong cuộc chiến và kết quả ai cũng biết và ai cũng thấy rằng cái tấm lòng của một người đàn anh đối với những người đàn em. Trong bữa tiệc hội ngộ này, chúng tôi có mời một số các sĩ quan trong vùng kỷ niệm lần thứ 65 sinh nhật của binh chủng. Và qua câu chuyện của thiếu tá sắt kể, chúng tôi được nghe thêm những chuyện vui buồn xảy ra trong bộ tư lệnh thủy quân lục chiến tại Hương Điền. Riêng với đại tá Đỗ Kỳ, ông được mọi người trong binh chủng kính nể vì tính cương trực của ông trong chức vụ trưởng phòng 3. Nói gì thì nói, chuyện gì thì chuyện, trong bữa cơm bỏ túi hôm đó tất cả bốn người từ quân lục chiến đã hành diện đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho binh chủng tiết mục thứ ba thường phế binh Việt Nam Cộng hòa trong tuần lễ vừa qua tại dòng chúa cứu thế Sài Gòn có tổ chức một buổi hỗ trợ anh em thương binh Việt Nam Cộng hòa với sự tham dự của trên dưới 700 anh em theo nguồn tin mà chúng tôi nhận được thì mỗi anh em thương phế binh tham dự được quý linh mục trao tặng 1 triệu 600 ngàn đồng và kèm theo 700.000 đồng tiền khám sức khỏe. Thay mặt anh em binh, thương phế binh tại Việt Nam, chúng tôi thành thật chuyên các linh mục của dòng Chúa Thánh Thế trong công tác đầy tình người đã trợ giúp những người đã bỏ một phần thân thể trong cuộc chiến bảo vệ hai chữ tự do. Bên cạnh đó, một số vị linh mục trước kia chịu trách nhiệm tổ chức tri ân anh thương phế binh Việt Nam Cộng hòa với chủ đề đi nhau bên nốt cuộc đời như linh mục Vũ, linh mục Thanh và linh mục Thoại sẽ cố gắng tổ chức phát quà đến thương vệ binh với chủ đề mà quý vị này đã dùng trước từ trước đến giờ. Thưa quý vị, chúng ta phải biết rằng quyết linh bộ phải vượt qua bao nhiêu chông gai thử thách để có một chút quà cho anh em thương vệ binh và chúng tôi xin Chúa phù hộ cho quý vị. Sau đây, xin mời quý vị đến với chủ đề của chúng tôi, một chứng nhân lịch sử. Trong ngày đầu thành lập Đảng Cộng sản, ông Hồ đã truyền lại một tuyệt chiêu về tuyên truyền cho đám thuộc hạ của mình như sau: Một sự không có thật các cô các chú cứ lập đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác cho đến khi mà chính các cô các chú cũng tin đó là sự thật thì lúc đó các chú đã thấu hiểu cái xảo thuật tuyên truyền của Đảng ta. Và qua cuộc thảm sát Mậu Thân Đảng Cộng sản Việt Nam lại áp dụng lời dạy của ông Hồ Tạo quyền Ba Đình cho dựng phim, tung tiền phỏng vấn các cuộc phỏng vấn các nhà văn, nhà báo nước ngoài cho rằng cuộc thảm sát đó là do bom đạn và phi pháo của Mỹ ngụy gây ra. Xin phép cho tôi dùng chữ Mỹ ngụy trong ngoặc Xin hỏi một điều là tất cả các nạn nhân mà đã được khai quật đều bị búa đập nát đầu. Một kiểu giết người quen thuộc của Lê Đức Thọ và Lê Duẩn. Như vậy làm sao là phi pháo được? Thưa quý vị, quá sinh hoạt với Hội Quân nhân Mỹ có Việt được nghe kể về câu chuyện của Đại tá Huấn trong Tết Mậu Thân. Chúng tôi có ý định phỏng vấn ông, nhưng ông đã trả lời như sau. Thưa chú, cháu xin phép không muốn gọi lại vết, vết đau của quá khứ và chiều ý ông. Sau đó mỗi lần Đại tá Huấn và chúng tôi gặp nhau trong các bữa tiệc Hai chú cháu đều cùng ly bia Rồi đi, rồi đi, bia Và khi chương trình này được trình chiếu Đại tá Huấn đã được gắn một sao Với danh xưng là chuẩn tướng Và bên Hải quân gọi là Phó Đề Đốc Tôi được nghe kể về cuộc thảm sát của Việt Cộng Với gia đình chúng ta Nguyễn Tuân Thân sinh của Đại tá Huấn Chỉ huy trưởng căn cứ thiết giáp Tại thành cổ loa Cả gia đình chúng ta bị thảm sát Nhưng có một cháu được bố mẹ cho sang ăn Tết với ông bà ngoại Nên được sống sót cái tin mà tôi được nghe kể bây giờ đã trở thành fake news. Xin phép được tóm lược và phổ biến những điều mà Đại tá Huấn thuật với đài BBC với hy vọng rằng thế hệ nối tiếp biết rõ, biết thêm về Cộng sản với cái tên là Nhà nước Cộng hòa Chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, Đại tá Huấn kể hơn 50 năm trôi qua, chưa bao giờ quên được những gì mà ông đã được chứng kiến. Không quên được chàng súng điên cuồng bắn xối xả vào bố, vào mẹ, vào các người anh và cả đứa em út mà mà đã, mà mẹ đang bế trên tay khi gia đình ông trong lúc gia đình ông bị bắt làm con tin và lúc đó lệnh ngừng chiến việt cộng ký vẫn chưa giáo mực hình ảnh người anh thở hắt ra trước khi nhắm mắt cảnh người em bị bắn thủng bụng đổ ra ngoài rồi người mẹ ông bị bỏ nằm ở đâu đó đau đớn dân siết cho đến chết cảnh đặc công cầm lưỡi lê đâm vào loang bia để uống dọn đồ ra ăn cười nói trong nỗi kinh hoàng của gia đình đại tá tuấn một đặc công chĩa mũi súng vào đầu đứa trẻ chín tuổi còn sót lại đó chính là Nguyễn Tử Huấn dưới ánh sáng của hỏa châu tay đặc công cộng sản này đối diện với ánh mắt không lọ một chút sợ hãi nào của Huấn một viết đạn từ vụ thảm sát trước đã trúng vào đầu khiến mặt mày Huấn bê bết máu qua gì hình ảnh này tên đặc công đã không cho Huấn một phát đạn ân huệ như chúng vẫn làm xin cảm ơn thượng đế để hôm nay chúng ta có một phó đề đốc hải quân Mỹ gốc Việt với chế độ ly lịch nếu còn ở Việt Nam thì cái án con cái ngụy quân ngụy quyền xin lỗi ở trong ngoặc chắc chắn đại tá huấn không thể nào bước chân vào đại học được nhưng khi định cư tại mỹ con được học vấn thanh thang chào đón huấn và ông đã thành công trong những đại học danh tiếng của mỹ mang dòng máu nhà minh của bố đền ơn tổ quốc mỹ ông đã chọn nghề lính vì quân đội của quốc gia này từng là ngọn đuốc hải đăng cho những giá trị nhân bản về tự do dân chủ và nhân quyền có một món nợ chất chứa trong lương tri của mình nó có ý nghĩa lớn hơn cả nó ám ảnh ông như một lời thề mà ông nguyện phải làm như một cách để báo hiếu cho cha ông cố đại tá chỉ huy trưởng trường thiết giáp việt nam cộng hòa nguyễn tuấn một cách để làm mẹ ông mỉm cười nơi chín suối một cách để trả lời cho một cuộc chiến tàn khốc từng làm điêu linh dân tộc mà toàn bộ gia đình ông là một nạn nhân tuy nhiên những thước phim chính xác đáng lý phải được lột tạp những khoảnh khắc kinh hoàng này đến với gia đình đó là hình ảnh bất khuất của bố mẹ ông trước họng súng của quân thù. Một ký ức thật khủng khiếp, không thể nào quên được. Phó đề đốc Nguyễn Tử Huấn cho biết ông vẫn cánh cánh bên lòng bốn chữ quê hương Việt Nam của mình. Thưa quý vị, với chủ đề một chứng nhân lịch sử, Phó đề đốc Nguyễn Tuấn là một chứng nhân lịch sử trong cuộc thảm sát Tết Mậu Thân của Cộng sản tại Sài Gòn. Thay mặt cho ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, với tư cách là một thế hệ đi trước, xin chúc Phó đại đốc Nguyễn Tử Huấn thành công trong cấp bậc và chức vụ mới. Xin hẹn lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Trân trọng